Chào mừng bạn đến với MyDio, kênh tóm tắt sách hay, lan tỏa tri thức giúp sức thành công. Thật vui khi cùng bạn tiếp tục hành trình, chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân. Video ngày hôm nay, MyDio xin gửi tới các bạn phiên bản tóm tắt của cuốn sách Dẫn dắt người dùng, 4 bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường, tác giả Og Mardino, dịch giả Trân Trọng Hải Minh, Alphabook 2016. Niario là một nhà đầu tư, tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Do Thái, từng hai lần khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, nhờ vào kỹ năng thiết kế hành vi khách hàng, thông qua tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cũng như vận dụng những kiến thức về kinh tế học hành vi và thần kinh học. Dẫn dắt người dùng, 4 bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường là cuốn sách nổi tiếng của Niario, được xuất bản vào năm 2013 với nội dung phân tích nguyên nhân đằng sau thành công của nhiều sản phẩm đình đám trên thị trường. Những sản phẩm không những đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mà còn góp phần khiến chúng ta hình thành nên những thói quen mới xoay quanh việc sử dụng chúng. Cuối cùng, cuốn sách đúc kết lại những nguyên nhân đó thành 4 bước đơn giản, giúp bạn có thể đưa sản phẩm của bản thân đạt vị thế đứng đầu thị trường. 1. Những sản phẩm thành công nhất là những sản phẩm góp phần khiến chúng ta hình thành nên những thói quen mới xoay quanh việc sử dụng chúng. Điều gì khiến iPhone trở thành sản phẩm đem lại lợi nhuận nhất lịch sử? Điều gì khiến cứ 7 người trên thế giới thì có một người sử dụng Facebook? Điều gì khiến những sản phẩm này trở nên thành công như vậy? Theo Niario, câu trả lời nằm ở việc những sản phẩm này đã góp phần khiến chúng ta hình thành nên những thói quen mới xoay quanh việc sử dụng chúng. Mọi người không còn coi chúng là những công cụ đơn thuần nữa, mà chúng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Một khi thói quen đã được hình thành, thì rất khó để phá vỡ chúng. Bởi vậy, những sản phẩm có khả năng hình thành thói quen cũng sẽ dễ dàng xây dựng được đội ngũ khổng lồ khách hàng thân thiết và trung thành với thương hiệu. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là chiếc điện thoại thông minh iPhone. Bên cạnh đó, khi đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường ngày của khách hàng, thì sản phẩm cũng sẽ rất khó bị các đối thủ cạnh tranh thay thế. Bởi khách hàng sẽ chỉ chấp nhận thay đổi thói quen của bản thân nếu sản phẩm cạnh tranh đó thực sự vượt trội so với sản phẩm mà họ đã quen sử dụng. Và một khi đã khiến cho khách hàng không muốn rời bỏ sản phẩm của mình, bạn hoàn toàn có thể nâng cao mức lợi nhuận mà bản thân nhận được cao hơn bình thường, mà vẫn chẳng hề lo ngại tới việc khách hàng sẽ lựa chọn những sản phẩm khác rẻ hơn. 2. Phần thưởng khác biệt là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm hình thành nên thói quen của khách hàng. Trong số 4 bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường mà Niario đưa ra, thì một khái niệm đáng chú ý nhất chính là sản phẩm của bạn cần đưa ra phần thưởng cho những khách hàng sử dụng chúng. Ví dụ, người dùng dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox sẽ ít phải lo ngại hơn về việc mất mát dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, những phần thưởng này cũng cần thiết phải thay đổi theo thời gian để có thể duy trì hiệu quả cao nhất. Ví dụ, nguyên nhân khiến việc lướt Facebook gây nghiện đến vậy là bởi bạn luôn có thể tìm được những thông tin thú vị giữa hàng loạt thông tin vô vị, dù cho khả năng này là hoàn toàn không chắc chắn. Đôi khi bạn ngay lập tức gặp được một đoạn video vô cùng hài hước, nhưng đôi khi bạn sẽ phải bỏ ra 10 phút mới tìm thấy thứ gì đó hay ho. Chính điều này đã khiến cho việc lướt Facebook trở nên thú vị tới vậy. Đồng thời, Facebook cũng không cung cấp một loại phần thưởng duy nhất mà người dùng có thể tìm thấy được niềm vui qua nhiều tính năng khác nhau, bao gồm chơi game nhận quà, kết bạn khắp nơi, nhận được like và share từ người khác. Điều này giúp Facebook tiếp cận được nhiều nhóm người dùng khác nhau, cũng như giúp trải nghiệm của khách hàng luôn tươi mới mà không hề nhàm chán. 3. Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp để tạo nên thói quen đối với khách hàng. Việc khiến cho khách hàng nghiện sử dụng một sản phẩm nào đó, đôi khi sẽ khiến bạn gặp rắc rối. Ví dụ điển hình nhất chính là những chất gây nghiện. Bởi vậy, Niario khuyên bạn hãy chỉ nên định hướng phát triển sản phẩm của mình theo hướng này, nếu sản phẩm đó đáp ứng được hai điều kiện sau. Thứ nhất, sản phẩm đó cần giúp cải thiện cuộc sống của người dùng. Ví dụ, chiếc điện thoại thông minh iPhone cho phép người dùng sử dụng nhiều tính năng vô cùng hữu ích, được tích hợp trong một thiết bị di động nhỏ gọn, từ đó giúp cuộc sống của người dùng trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, việc sử dụng chất kích thích gây nghiện về lâu dài sẽ chỉ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với người dùng mà thôi. Thứ hai, chính bạn cũng phải sẵn sàng sử dụng sản phẩm đó. Nếu bạn cho rằng việc sử dụng một sản phẩm sẽ tạo thành thói quen xấu đối với bản thân, thì hãy thận trọng nghĩ tới việc quảng bá nó đến với người khác. Và nếu sản phẩm của bạn đáp ứng được hai tiêu chí trên, thì xin chúc mừng, đó chính là một sản phẩm có tiềm năng dẫn đầu thị trường trong tương lai. Trên đây là 3 trong số 4 bước để đưa sản phẩm của bạn vươn lên vị trí ngôi sao và dẫn đầu xu hướng giữa thị trường hiện nay. Nếu muốn khám phá thêm điều thứ tư để biết được bí mật đằng sau thiết kế của nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ định hình thói quen thành công mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày, hãy đón đọc cuốn Dẫn dắt người dùng, 4 bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường ngay nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Dẫn dắt người dùng.
4 bước để đưa sản phẩm dẫn đầu thị trường. Nội dung được thực hiện bởi Thu Hương. Hy vọng cuốn sách đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và hiểu được những bài học quý giá cho mình. Đừng quên truy cập vào mydio.vn để lắng nghe những cuốn sách hữu ích bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.